Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai sáng ngày 8 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu tiếp tục tăng nhanh tiến độ tiêm vaccine theo đúng kế hoạch. Ông Lĩnh cũng lưu ý lãnh đạo các địa phương khi tổ chức tiêm vaccine phải hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, tận tình và đừng để điều gì phiền toái cho người dân. Mời dân lên mà hết vaccine thì cố gắng đừng có để tình trạng đó. Ví dụ ngày hôm nay đội chúng ta tiêm 200 liều thì mời dân sao cho nó phù hợp. Đừng có mời dư quá, mời thừa so với lượng vaccine thì một bộ phận người dân nên chờ mãi không có vaccine, người ta buồn, người ta không hài lòng với cách phục vụ chúng ta, tạo nên những bức xúc không cần thiết. Đó. Thì lưu ý cách làm. Tôi nên luôn luôn nhắc các đồng chí cách làm hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, phải hình dung trước mọi cái tình huống nó sẽ diễn ra để chúng ta tổ chức tốt nhất. Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Đồng Nai ghi nhận hơn 31.300 ca F0, trong đó hơn 13.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 291 bệnh nhân tử vong. Về tiêm vaccine, đến nay toàn tỉnh có 1.050.587 người được tiêm vaccine, trong đó 62.165 người tiêm đủ liều. Đồng Nai phấn đấu đến ngày 15 tháng 9, phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi.